Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản được phát sóng trên kênh truyền hình SCTV 8 VITV. Sau đây là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nếu mua nhà tại Hà Nội thì sẽ có hộ khẩu từ tháng 7 năm 2021. Từ 2,8 tỷ dễ dàng sở hữu căn hộ tiện ích tại khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội chính thức thông qua luật cư trú năm 2020. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thời điểm luật năm 2020 có hiệu lực, nếu mua nhà tại Hà Nội, có chỗ ở hợp pháp tại Hà Nội, thì sẽ có hộ khẩu tại Hà Nội nếu thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thường trú theo quy định. Theo quy định của luật cư trú 2020 vừa được Quốc hội thông qua, từ ngày 1 tháng 7 2021, thời điểm luật này có hiệu lực, nếu mua nhà tại Hà Nội, có chỗ ở hợp pháp ở Hà Nội, thì sẽ có hộ khẩu tại Hà Nội. Cụ thể, khoản 1 điều 20 luật 2020 nêu rõ, công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nơi đó. Đồng thời, luật mới đã bỏ quy định về điều kiện đăng ký thường trú của thành phố trực thuộc trung ương như quy định cũ tại điều 20 luật cư trú 2006 sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 luật cư trú sửa đổi 2013. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký cư trú vào huyện, thị xã thuộc các thành phố trực thuộc trung ương phải có thời gian tạm trú thành phố đó từ 1 năm trở lên. Trường hợp đăng ký thường trú vào quận, thành phố hoặc trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 2 năm trở lên. Ngoài ra, luật mới cũng quy định rõ nhà ở không thuộc các địa điểm không được đăng ký thường trú mới bao gồm chỗ nhà ở là có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỗ nhà ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép. Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng vào cuộc đôn đốc Hà Nội kiểm tra xác minh hàng loạt dự án công trình trên địa bàn thành phố được báo chí phản ánh vi phạm về xây dựng trong thời gian vừa qua. Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, trong hai quý đầu năm 2020, Thanh tra Bộ Xây dựng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo các vấn đề xây dựng mà báo chí phản ánh lại các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, quận Hai Bà Trưng và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì. Trong 9 tháng vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra hiện trạng. Theo đó, đối với phản ánh quận Hai Bà Trưng, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành và Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng nhận thấy, thông tin báo chí phản ánh về các vi phạm tại dự án khu văn phòng nhà ở và nhà trẻ tại số 201 Minh Khai, phường Minh Khai là có cơ sở. Về phản ánh của báo chí nhiều công trình vi phạm tại quận Nam Từ Liêm, báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành đã cho biết, thông tin phản ánh vi phạm là có cơ sở. Để xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ phản ánh của báo chí nêu trên địa bàn, thiết lập hồ sơ kiên quyết xử lý triệt để các công trình xây dựng vi phạm theo quy định. Theo quy định mới được Chính phủ ban hành, từ ngày 8 tháng 2 năm 2021, các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý nếu không sử dụng được vào mục đích công cộng sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148 năm 2020, sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Theo đó, Nghị định số 148 năm 2020, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43 năm 2014 ngày 15 tháng 5 năm 2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, trong đó bổ sung quy định giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý. Cụ thể, các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất phải đáp ứng các tiêu chí sau. Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định. Việc giao đất cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được thực hiện sau khi Ủy ban Nhân dân các cấp đã tổ chức rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất. Nếu được Quốc hội thông qua, số dự án trên tuyến Bắc Nam phía Đông được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sẽ là 8 trên 11 dự án. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc chuyển đổi sang phương thức đầu tư công hai dự án cao tốc thành phần bảo đảm chắc chắn triển khai thành công toàn bộ dự án, giảm tổng mức đầu tư do giảm chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng. Bên cạnh đó, thì việc phát hành trái phiếu chính phủ để triển khai đầu tư công trong giai đoạn hiện nay sẽ rất hiệu quả do lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động vốn tín dụng. Ngày 21 tháng 12, Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải cho biết là thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban đang rà soát cập nhật số liệu toàn bộ quy hoạch tuyến đường vành đai 4. Dự kiến vào tháng 3 2021, Ban sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án để Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư. Nếu được thông qua triển khai sớm, dự án trọng điểm này sẽ chấm dứt tình trạng mãi phải nằm trên giấy như trong suốt 9 năm qua.
Trước đó, để giải quyết giảm ùn tắc giao thông, cụ thể hóa quy hoạch vùng liên kết các tuyến cao tốc, quốc lộ hướng tâm kết nối các đô thị vệ tinh, ngay từ tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1278 phê duyệt quy hoạch chi tiết đường vành đai 4 thủ đô, quy mô cao tốc 6 làn xe với chiều dài 98 km. Cũng tại quyết định phê duyệt dự án, Chính phủ đã giao các địa phương chủ động huy động nguồn lực để thực hiện đầu tư các đoạn tuyến theo địa giới hành chính của các tỉnh, thành phố với mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác trước năm 2020. Tuy nhiên đến nay, sau 9 năm tuyến vành đai 4 vẫn đang nằm trên giấy, không đáp ứng được yêu cầu của quy hoạch. Trong bối cảnh giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh không ngừng tăng thì thị trường đang ghi nhận căn hộ giá bình dân gần như là biến mất trên toàn thành phố. Khách hàng đỏ mắt tìm căn hộ giá tầm 2 tỷ vùng ven đô, chưa nói đến là những dự án tại khu đất vàng nội thành. Trong quý 4 vừa qua thì tại quận 8 đã có một số dự án có mức giá chỉ từ 2,8 tỷ đồng đang trở thành sức hút đối với nhiều khách hàng để hiện thực hóa giấc mơ an cư cho gia đình trẻ. Anh Lê Vũ Minh Đức đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Để thuận tiện cho công việc, thời gian di chuyển đến các quận trung tâm thành phố ngắn, anh ưu tiên lựa chọn những căn hộ có giá trị dưới 3 tỷ đồng và có nhiều tiện ích sau thời gian dài tìm kiếm. Thì với cái thu nhập của mình thì hiện tại là để tìm một cái nhà mà mình ở trong coi như là gia đình trẻ thì mình thấy là khoảng 3 tỷ thì mình có thể lựa chọn cái dự án đi qua. Tại vì những cái dự án khu vực trung tâm thì có thể là giá nó hơi cao hơn, nó chưa có phù hợp với mình. Thì hiện tại mình chọn cái vị trí này thì tại vì có một số cái đường lớn như là đại lộ Võ Văn Kiệt nó đã mở gần cái khu vực quận 8 hơn rồi thì cái mình di chuyển nó cũng thuận lợi hơn. Với lại thứ hai nữa là mình đi về những cái quận trung tâm để mà mình đi công việc hoặc là mình đi ăn uống như là quận 1, quận 4, quận 10 thì nó cũng rất là thuận lợi. Theo thống kê, trong quý 4 năm 2020, thị trường quận 8 thành phố Hồ Chí Minh chỉ đón nhận một dự án căn hộ duy nhất là The Aqua tại bến Bình Đông với khoảng 650 sản phẩm cung ứng ra thị trường. Khách hàng là các căn hộ này chỉ có giá dự kiến trung bình khoảng 2,8 tỷ cho căn 2 phòng ngủ, nhân rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho các gia đình trẻ tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài tiện ích, chủ đầu tư còn hỗ trợ khách hàng về tài chính. Đây cũng là dự án thu hút được nhiều nhà đầu tư bất động sản quan tâm. Dòng sản phẩm mà mình hiện giờ mình đang đầu tư chính đó chính là những cái dòng sản phẩm căn hộ. Thứ nhất là cái bây giờ các diện tích của nó, chính vì cái diện tích nó nhỏ và cái giá mức giá hấp dẫn nó sẽ tạo ra cái tính thanh khoản rất là tốt so hơn. Đặc biệt là những so với lại cái những cái như là đất nền thì cái tính thanh khoản nó sẽ không hấp dẫn bằng cái những cái sản phẩm căn hộ. Ngoài ra nó còn được những cái chính sách hỗ trợ từ cái chủ đầu tư. Ví dụ như các đợt thanh toán của mình, cái tiền thanh toán nó cũng sẽ rất là nhẹ nhàng hơn so với lại đầu tư một lần vào cái đất nền. Ngoài ra còn được những cái chính sách hỗ trợ khác như là hỗ trợ vay vốn hoặc là hỗ trợ chủ đầu tư trả lãi. Thì do đó nó là cái kênh đầu tư chính của mình bây giờ là cái dòng sản phẩm căn hộ bên phía thị trường Tây Nam. Một người độc thân thì mình vẫn chưa có cái căn hộ cho riêng mình á. Nên thì mặc dù là trong tình hình kinh tế khó khăn nhưng mà mình cũng dành dụm được một ít từ những cái năm trước. Thì mình cũng cuối năm thì mình cũng muốn là có một cái gì mua để tích lũy cho tương lai. Nên mình quyết định là chọn đến tham quan để cân nhắc để mua căn hộ. Trong bản đồ quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, toàn thành phố gồm 5 đô thị lớn, trong khu đô thị trung tâm gồm Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Phú, quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, quận 11. Như vậy, quận 8 nằm trong trung tâm thành phố là khu vực vẫn còn quỹ đất để phát triển các dự án cao tầng với mức giá được xem là phù hợp với đại đa số thu nhập của người trẻ hiện nay. Quận 8 còn là khu vực có dân số đông đúc và lượng dân nhập cư lớn. Đi cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông hoàn thiện, kết nối đồng bộ đến các khu vực khác. Do vậy, các dự án bất động sản được đầu tư tại khu vực này luôn có giá hợp lý, mức tăng trưởng ổn định, hút khách tìm mua và cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư. Mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Cục Hàng không đã báo cáo cuối kỳ quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Cục Hàng không đề xuất cả nước sẽ có 26 cảng hàng không, gồm 14 cảng quốc tế và 12 cảng trong nước vào năm 2030. 5 cảng hàng không quốc tế cửa ngõ theo quy hoạch đó là Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất và Long Thành, tầm nhìn đến năm 2050. Việt Nam sẽ có 30 cảng hàng không, gồm 15 cảng quốc tế và 15 cảng nội địa. Quy hoạch bổ sung thêm 4 cảng Na Sản, Lai Châu, Cao Bằng và cảng hàng không thứ hai trong vùng thủ đô dự kiến vào năm 2040. Dự kiến chi phí đầu tư giai đoạn 2030 tới 2050 khoảng 866-360 nghìn tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng tỷ lệ 1/2000 tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn. Theo đó, tại quyết định số 986/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng tỷ lệ 1/2000 với tổng diện tích là 300 ha, với mục đích đáp ứng quy mô cho 60.000 sinh viên, 3.364 cán bộ giảng dạy và 5.000 cư dân, kể cả cư dân hiện hữu, Chính phủ giao cho Đại học Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của Đại học Đà Nẵng để đảm bảo sự phù hợp cho quy hoạch. Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, cập nhật và các quyết định liên quan được phê duyệt trong các giai đoạn tiếp theo. Chương trình xây dựng và bất động sản xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.